Con có một người dì hành nghề bói toán, dì có khả năng nghe người âm nói, nhìn thấy được họ. Mỗi ngày có hàng chục người đến để xem bói, xem ngày lành tháng tốt. Vậy khả năng đó của dì con có thực sự tồn tại không? Và dưới góc nhìn Phật giáo về vấn đề bói toán là như thế nào? Sư cần phải lưu ý với quý vị là cái chuyện mà mình nghe một cái mình nói kiểu bây giờ là mình nghe người âm thì có thể có chứ không phải không có, đặc biệt là người nữ. Tại vì nếu như quý vị có học ở bên người và cõi như là sư có dạy ở bên A Tỳ Đàm vỡ lòng, ở những cái bài cuối khi mà nói về người và cõi thì sư có nhắc đến cái hạng là hạng Càn Thác Bà. Cái loại Càn Thác Bà đó, nó có một cái loại Càn Thác Bà nữ là nó trú ở trong cơ thể người nữ, tức là nó ở trong cơ thể người nữ. Mình gọi bây giờ mình gọi là cái kiểu gọi là nhập xác hoặc đại loại như vậy. Có cái loại đó. Nhưng mà cái vấn đề là mình không biết là thật hay giả, bởi vì thời nay á đồng thau lẫn lộn ha, long xà hỗn tạp, cho nên mình không biết là cái loại nào là có thật mà loại nào là không có thật đó, người nào là có thật mà người nào là giả dạng mình không biết được. Nhưng mà như vậy nè, hãy cẩn trọng, bởi vì á mình hoặc á là có cái loại ở trong kinh tạng thì cũng có cái hạng gọi là cái hạng hạng phi nhân á, mà nó anh gọi là nó câu kết với một cái vị tỷ kheo. Ở trong kinh tạng nó có một cái trường hợp là một cái hạng phi nhân nó câu kết với vị tỷ kheo bằng cách á là nó đội đội vị tỷ kheo này lên trên vai á, nó cõng vị này lên trên vai, vì này cứ đứng lên trên vai nó rồi nó đi thì người ta không thấy nó, người ta chỉ thấy vị tỷ kheo này, cho nên là người ta tưởng vị tỷ kheo này á là có thần thông bay được trên không trung. Thì như vậy đó, người ta cúng dường cho vị này rất là nhiều, rồi vị này chia sẻ đến với cái con phi nhân này có. Cho nên là nói về cái hạng là những cái năng lực siêu nhiên á, là sư không có phủ nhận nha, nhưng mà sư chỉ lưu ý như thế này là mình cẩn thận, bởi vì á mình gần với cái gì nhiều thì khi chết mình đi về cái đó nó rất là lớn. Như trường hợp ngài Anuruddha và cái người bạn của ngài là vị nào ta? Không biết ngài A Nậu Lâu Đà, một cái người bạn của ngài, thì ở kiếp xưa đó là hai hai người bạn này là có hai vị thầy. Thầy của ngài Anuruddha đó là thường xuyên ăn, cứ ăn trưa xong là xuống Long Cung ngủ nghỉ, rồi xuống Long Cung rồi đó thì lên kể cho ngài Rahula, xin lỗi ngài ngài Rahula và ngài Anuruddha. Thì đệ tử sư phụ của ngài Rahula đó là chuyên đi xuống dưới Long Cung, và xuống dưới rồi đó là lên kể cho ngài thì ngài mê Long Cung lắm. Còn ngài đệ sư phụ của ngài Anuruddha đó thì ăn xong á là lên trên cõi trời Đau Lợi nghỉ với chển, rồi về thì kể lại cho đệ tử nghe. Thì từ đó đó nó dẫn đến là ngài Rahula là có cái lòng hướng về Long Cung, còn ngài Anuruddha thì có cái lòng á là hướng về cõi Đau Lợi. Thành ra hai vị này cũng tu như nhau, nhưng mà mệnh chung á ngài Rahula đi xuống Long Cung làm con rồng, còn ngài Anuruddha thì lên trên cõi Đau Lợi làm thiên tử ở chảnh. Cho nên mình gần với cái gì nhiều là mình sẽ đi về cái đó. Mình gần với phi nhân nhiều là sư cảnh báo trước nha, là mình sẽ
dễ, mình mệnh chung mình dễ đi xuống phi nhân lắm, cho nên là cái khả năng đó thì có thì sư cũng không ngạc nhiên, mà không có thì cũng vậy thôi. Nhưng cái vấn đề là sư không khuyến khích. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái câu trả lời của đại đức Hạnh Tuệ, là khi mà hỏi về vậy khả năng đó của vị con có thực sự tồn tại không. Thưa quý vị, ở đây là sư cũng hoàn toàn đồng ý là cũng không có thể nào phủ nhận là nó là không được, tại vì nếu nó không thì tại sao không. Thì vốn dĩ mà những cái người, một ngay cả trên 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 thế gian này có những người mà có khả năng, họ 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 bản thân họ có khả năng nói là nghe người âm nói rồi thấy được cõi âm, rồi xem bói, mình xem bói đem gọi là, có thể là gọi là tiên tri đi ha, xem thầy bói toán rồi tiên tri đi, đúng không? Nhưng mà riêng bây giờ nói cái khía cạnh mà gọi là thấy người âm nghe người âm rồi đó, thì nó vẫn có chứ, phải có vậy. Giống như những cái nhà ngoại cảm, thì vậy, nhà ngoại cảm như là ở bên Mỹ có hai nhà ngoại cảm rất nổi tiếng là hai vợ chồng Loren đó, vậy đó là chuyên đi xử lý những cái phi vụ về tâm linh đó. Và nhiều, và nói chung là những nhà ngoại cảm, cảm gọi sư thoại là hàng hàng real, hàng thật đó nha, thật đó nha, thì vẫn có, không có. Nhưng mà mình phải biết thiếu một điều như nè, những cái nhà ngoại cảm mà thực sự á, ngay trong thời đại mình này nè, mà hàng thật á, rất là hiếm thưa quý vị, rất là hiếm. Nghĩa là tính trên, tới suy tính trên toàn thế giới đó, chứ không phải tính ở Việt Nam đâu. Nghĩa là hàng thật đó, rất là hiếm, đúng không? Và suy nghĩ là nếu mà nhà ngoại cảm đó, họ thật sự nha, nếu mà hàng thật sự đó, thì họ tuy là họ có thể là họ không biết Phật pháp, nhưng mà cái điều họ hướng đến đó là đa phần là làm cái điều thiện mà, có nghĩa là giúp đỡ người ta thuần tí này nọ, làm đúng cái lương tâm không mà. Chứ sư không, cũng không có nghĩ là cái những cái người mà có khả năng đó mà đi làm những cái chuyện mà giống như là thiên về mà tìm kiếm cái tài vật đó. Đó là cái khía cạnh thứ nhất. Cho nên là ở đây là một lần nữa, bản thân sư cũng xác nhận là cái vấn đề đó là cũng có thể không, nhưng mà mình quan trọng nhất á, dù có hay dù không á, điều đó đối với người, đối với thái độ của người, một người cư sĩ, người Phật tử, thì mình cũng nên ghi nhận thôi, mình ghi nhận thôi, ghi nhận thôi, chứ mình đừng chưa, đây là một lời sư cảnh báo nghe, mình đừng có mê tín, gọi là mê tín mà thậm chí mình thần tượng người đó. Rồi cái điều này á, sư cũng đã nói cho bữa trước đó, mình đừng có chính vì cái thần tượng quá, rồi đôi khi người ta vô tình người ta giúp mình cái điều gì đó mà nó quá mầu nhiệm đi, rồi mình nương tựa người ta cái, tại ví dụ cái bà đó, thì bà đó làm bà sẽ bói vô tình trúng cái mình cái gì đó, hay là bà nói được những cái điều mà ông nội ông ngoại mình đã mất rồi đó, đó. Thì mình nói là bà này hay quá, bà này giúp mình kiếm được nhiều tiền, giàu này nọ, cho số rồi nọ, không rồi bà này là thờ ông thần nào đó, không rồi mình mới thấy hồi hay quá, thì mình mới đi theo cái người đó, nói là thôi giờ mình đi theo bà này luôn, mà theo học học nghề luôn, đúng không? Rồi mình thờ thần này nọ luôn, thì cái điều đó mình nên cẩn trọng, đúng không? Với thái độ Phật tử mình thì chỉ nên là gọi là ghi nhận điều đó thôi, ghi nhận điều đó thôi. Nhân trung lập thôi. Cái điều quan trọng nhất là mình phải hướng lúc nào có niềm tin về Tam Bảo, thì đó quan trọng. Rồi cái câu hỏi thứ hai là, và góc nhìn Phật pháp về vấn đề bói toán là như thế nào ạ? Thì cái góc nhìn Phật pháp á, trong Phật pháp á, đặc biệt trong Tam Tạng Kinh Điển á, và trong chú giải thôi vậy, nói về bói toán thì sư thay cái chữ bói toán này bằng cái chữ tiên tri đi ha, nghe thầy bói hay là tiên tri đi, thì góc nhìn Phật pháp thì có thôi vậy, có, tại vì nói về cái người thầy bói hay là người tiên tri, cái nhà tiên tri thì trong trong Pali có khái niệm, cái từ Pali mà cái người mà tiên tri thầy bói, cái từ Pali là Nemitaka hoặc là Nemitika. Thì cái tần suất á, mà xuất hiện nói về cái những cái việc mà tiên tri tiên đoán rất là nhiều, giống như quý vị hiểu một cách đơn giản thuần tí, ông đạo sĩ A Tư Đà đó, tuy là ông chưa thành thánh nhưng mà ông tu tập thuần thục thần thông và tám thiền chứng đó, thì lúc mà ông tiên đoán cho Bồ Tát
Siddhartha đó, Bồ Tát Tất Đạt Đa đó, đó là ngài sẽ là giác ngộ đó, là đâu đó nó, nếu mà nói về khía cạnh Phật pháp đó. Hay là trong chú giải Pháp Cú có cái câu chuyện mà thầy bói đó, chắc thầy bói ở nhà tiên tri đó. Tiên tri về cái vị thánh Sa Di Sang Kích Chá nói là nếu cậu bé này sống tại gia thì thân quyến cả 7 đời cậu sẽ không còn nghèo khó, còn nếu xuất gia lúc hành đạo sẽ có 500 sa môn theo hầu. Thì cái 500 sa môn này là đệ tử của ngài theo hầu, thì đúng 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 là cái câu chuyện này là ngài cảm hóa 500 tên cướp. Và rồi nói về rồi cũng là một cái câu chuyện mà nói về tiên tri, là cái cậu bé Thọ là được người bạn của cha của mình là một vị Bà La Môn, sư mà suy nghĩ bị Bà La Môn này tu tập, các cái tu tập trình độ tu tập về tâm linh rất là cao, thì cũng có dự đoán là cậu bé này sẽ không sống qua 7 ngày, rồi mới nói nhờ Đức Phật đến đến để giúp đỡ của cậu bé không có bị dạ xoang thịt đó. Mà ngay cả bản thân Đức Phật cũng vậy, quý vị, Đức Phật ngài cũng tiên tri một số điều, ngài cũng nói một số điều giống như ông vua Thiện Giác đó, là 7 ngày sẽ bị đất rút khi mà phạm cái tội trọng với ngài, nghe là ngài tiên tri. Cho nên vấn đề tiên tri ở đây là trong trong kinh điển á, như trong kinh điển chánh kinh mà chú giải thì cũng đó là vấn đề mà sư đã kể ra đó. Nhưng mà nói tóm lại á, là một cái người nào đó, bất cứ một cái người nào đó có khả năng tiên tri hay bói toán thì gì á, sư cũng nhắc một lần nữa đó. Thì mình cũng nên có thái độ mình ghi nhận thôi, chứ mình đừng có nên thần thánh hóa với vấn đề đó. Tại vì một lần nữa sư kể cái câu chuyện này liên quan đến ngài Quang Di Xá. Ngài Quang Di Xá là cái ngài mà có khả năng tiên tri, cũng như là tiên tri mà gọi là có cái năng lực mình huyền thuật đó, cầm cái đầu lâu con người lên gõ là biết người đó tái sanh, kia tái sanh là cõi nào rồi đó. Thì Đức Phật ngài mới đưa cái đầu lâu của vị La Hán, thì cái vị ngài ngài đó gõ gõ thì không thấy đi đâu gì hết. Thì Đức Phật nói giờ muốn biết cái thần thông này không, không biết cái kiểu muốn đó, muốn biết cái vị này đâu không? Thì theo ngài xuất gia. Thì qua cái câu chuyện này mình phải hiểu là cho dù những cái gì huyền thuật, những cái gì huyền thuật, những gì vi diệu, những cái gì mà nó màu nhiệm mà về mặt thế gian, thì xin thưa quý vị, những cái thần thông đó cũng không qua lậu tận thông. Mà muốn vị muốn hướng tới lậu tận thông thì quý vị phải học và hành theo lời Phật dạy. Cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Là hoan hỷ với Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ về cái nhìn rất là đúng đắn về cái thái độ của mình đối với cái việc là bói toán. Sư đã nhắc rất là nhiều, các sư cũng nhắc rất là nhiều. Người Phật tử nên tin vào nhân quả, nên có niềm tin vào nhân quả hơn là tin vào cái niềm tốt xấu. Và chúng ta muốn biết cái gì là điềm lành thì nên học cái bài kinh 38 pháp hạnh phúc. Cái cách cư xử của mình ở đời nó đem lại cho mình cái điềm lành, điềm dữ. Nó hơn rất là nhiều so với cái chuyện là mình xem coi cái ngày đó là ngày lành hay không phải. Và sư xin qua cái câu hỏi tiếp theo.